Xin chào toàn thể các bạn học sinh trên toàn quốc của Vietjet.com. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Trần Văn Hải, giáo viên môn toán lớp 9 của Vietjet. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về môn toán lớp 9. Có rất nhiều bạn học sinh khi mà kỳ thi lên lớp 10 đã gần tới thì các bạn ấy nói chuyện với thầy và chia sẻ rằng thực sự toán lớp 9 rất khó và em không đạt được kiến thức để có thể có kết quả tốt trong kỳ thi. Thì cái câu hỏi là các bạn ấy thấy toán khó thật hay là vì kiến thức nền tảng các bạn ấy chưa vững vàng, và sau một thời gian những nhiều năm kinh nghiệm thì thầy đã thấy rằng thực ra cái kiến thức nền tảng là cái vô cùng quan trọng, nó là cái mấu chốt để quyết định rằng khi các bạn bước vào quá trình luyện đề và quá trình thi thật kết quả có được cao hay không. Thì ngày hôm nay thầy cùng với đội ngũ của Vietjet đã tạo nên một cái bài giảng như thế này để cùng với các em, đồng hành cùng các em để có được một cái quá trình học tập rèn luyện tốt nhất. Thầy cũng tin rằng nếu nhá, các bạn thực sự chăm chỉ học tập và rèn luyện đúng như những gì thầy và các thầy cô trợ giảng khác đưa ra, thì thầy tin rằng các em sẽ có một cái kiến thức rất tốt và luôn sẵn sàng cho kỳ thi vào 10. Đó không còn là trở ngại lớn nữa. Không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tìm hiểu xem là toán lớp 9 thì học cái gì nhá. Bài đầu tiên của toán lớp 9, chúng ta sẽ vào luôn. Toán lớp 9, căn bậc 2 bằng đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A. Nghe đây thì rất nhiều bạn thắc mắc với thầy là ô thì kiến thức này em học rồi thầy ạ, căn bậc 2 em học từ lớp 7 rồi cơ, còn qua lớp 8, lớp 7 em đã học rồi, giờ học lại thế. Thế thì xem rằng căn bậc 2 ở lớp 7 và nội dung hôm nay chúng ta học có giống nhau hay không nhá. Các bạn chú ý này, nội dung của chúng ta hôm nay sẽ gồm có 4 phần nhá. 1. Căn bậc 2 số học. 2. So sánh các căn bậc 2 số học. 3. Căn thức bậc 2. Và cuối cùng số 4, hằng đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A. Rồi, và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ nhất, căn bậc 2 số học. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, căn bậc 2 số học. Rồi, ở lớp 7 thì các bạn đang học về căn bậc 2 rồi. Và lớp 7 cho chúng ta kiến thức là gì nhỉ? Căn bậc 2 của một số A không âm là số x sao cho x bình phương bằng a, được chưa? Và ở đây thì các bạn cũng thấy tin là rất nhiều bạn vẫn nhớ cái kiến thức này. Số dương a có hai căn bậc 2. Một là giá trị phần dương là căn bậc 2 của a, và âm là trừ căn bậc 2 của a, được chưa? Và ở đây thì thầy có một cái ví dụ như này là 36 thì có là một số dương, do đó 36 có hai giá trị căn bậc 2. Và hai giá trị mà hai này là cộng trừ 6. Tuy nhiên thì cũng có một số bạn học trò của thầy, bạn ấy làm bài kiểm tra và thầy bạn ấy ghi như thế này: căn bậc 2 của 36 bằng cộng trừ 6. Ô thế này đúng hay sai ta? Đúng hay sai hả các em? Cái bạn viết thì bạn đã khẳng định như này là thầy vừa mới nói xong. Thầy bảo sao nhỉ? Căn bậc 2 của một số không âm thì có căn bậc 2 của một số dương thì có hai giá trị là cộng trừ căn a. Thì đây, 36 của dương mà căn bậc 2 của nó có thì đương nhiên nó phải có hai giá trị căn bậc 2 của nó và là cộng trừ 6. Ồ. Thế này đúng hay sai nhỉ? Đúng hay sai các em? Rồi nhá. Cái này là sai. Rất sai nhá. Các bạn chú ý này, tập trung này. Cái giá trị căn bậc 2 này là ký hiệu nhá. Còn thầy vừa nói căn bậc 2, đây là căn bậc 2 bằng lời. Căn bậc 2 của một số A không âm thì có hai giá trị. Tuy nhiên, ký hiệu ở đây, căn bậc 2 này, cái này không đọc là căn bậc 2 đâu. Cái này đọc đầy đủ của nó là căn bậc 2 số học. Được chưa nhỉ? Hay hiểu một cách đơn giản nhất, căn bậc 2 số học là giá trị dương của phần căn bậc 2. Nó chính là cái anh chàng này này. Thấy chưa? Nôm na tìm hiểu cái gì, tưởng lớp 9 dạy cái gì khó lắm. Hóa ra đơn giản nó chỉ dạy bằng nửa cái lớp 7 đã học thôi. Được chưa? Căn bậc 2 số học là phần dương của căn bậc 2. Được chưa?
Và chúng ta sẽ để mình hiểu kỹ hơn tí nữa thì chúng ta đi vào định nghĩa xem cụ thể xem căn bậc hai số học nó là cái gì nhá. Căn bậc hai số học ở đây thì căn bậc hai số học này được định nghĩa như sau. Với số dương A thì căn bậc hai của A được gọi là căn bậc hai số học của A. Được chưa? Và đây thì đây thì thấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Căn bậc 2 của 100, căn bậc 2 nhá. Căn bậc 2 của 100 thì có hai giá trị là cộng trừ 10. Thế còn căn bậc 2 số học của A thì có mấy giá trị nhỉ? Có một giá trị thôi, đúng rồi. Có một giá trị thôi và nó chính là dương căn bậc 2 của 100 và chính bằng bằng dương 10. Được chưa? Nha. Rồi, ở đây thì các bạn chú ý nhé, chú ý có một số cái lưu ý nhỏ nhỏ như này. Thì các bạn chú ý cho thầy này. Thứ nhất là số dương có hai căn bậc 2 và có mấy căn bậc 2 số học nhỉ? Có một, đúng rồi, thầy vừa nói xong đúng không? Có một căn bậc 2 số học nha. Còn còn số 0 thì sao? Số 0 thì có một căn bậc 2 và cũng có một căn bậc 2 số học và đó chính là 0 luôn. Được chưa? Hay nói cách khác là căn bậc 2 của 0 thì bằng 0. Được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, và cuối cùng số âm thì sao nhỉ? Đối với số âm thì chúng ta không có căn bậc 2. Và đương nhiên rồi, đã không có căn bậc 2 thì lấy đâu ra căn bậc 2 số học? Được chưa nhỉ? Vậy thì số âm không có căn bậc 2 và cũng không có căn bậc 2 số học luôn nhá. Được rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái bài ví dụ nha. Rồi, ví dụ đầu tiên của chúng ta tìm căn bậc 2 số học của A. Thế thì muốn tìm căn bậc 2 số học của A thì ta có gì nhỉ? Chúng ta phải trải qua chúng ta có hai bước, được chưa? Hay là hai cái điều kiện của cái biểu thức này. X bằng căn bậc 2 của A tương đương với x lớn hơn bằng 0 và x bình bằng 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 A. Được chưa? Rồi, cụ thể này, ví dụ này, căn bậc 2 số học của 25 là bao nhiêu? Được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta phải phải tìm điều kiện đầu tiên là căn bậc 2 số học của 25. Thì chúng ta thấy gì nhỉ? Chúng ta thấy gì nhỉ? Rồi, chúng ta thấy ở đây căn bậc 2 số học của 25 là một số 25 là một số lớn hơn 0, thỏa mãn 25 lớn hơn bằng 0. 25 lớn hơn 0 và gì nhỉ? 5 bình phương bằng 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 25. Vậy thì suy ra căn bậc 2 của 25 bằng bằng 5. Rồi, đúng rồi, một phép tính rất sự đơn giản thôi, được chưa? Cái này thì thực ra máy tính đã hỗ trợ các bạn rất nhiều rồi. Nhưng ở đây thầy vẫn làm lại những cái đơn giản này để làm gì? Để các em hiểu một cách sâu sắc nhất về 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 số về khái niệm căn bậc hai số học, được chưa? Tại vì sao? Tại vì bài toán của chúng ta không đơn thuần chỉ là con số đâu, bài toán của chúng ta là cả những biểu thức bên trong nữa, được chưa? Và sau này đây là phần quan trọng để xác định điều kiện của bài toán, được chưa nhỉ? Rồi, rồi chúng ta vừa được học về căn bậc hai số học rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái phần tiếp theo, phần so sánh đơn giản nhất là so sánh căn bậc 2 của số học, được chưa? Thế thì so sánh căn bậc 2 hai căn bậc 2 của số học thì như nào đây? Muốn so sánh được hai cái giá trị căn bậc 2 số học của A và B thì chúng ta chỉ làm một cái phép sánh cực kỳ đơn giản thôi là so sánh chính A và B, được chưa? Để chúng ta vào cái định nghĩa. Với hai số A và B không âm thì ta có gì nhỉ? Ta có A nhỏ hơn B thì điều đó đồng nghĩa với là căn bậc 2 số học của A nhỏ hơn căn bậc 2 số học của B. Được chưa? Rồi, A nhỏ hơn B thì căn bậc 2 số học của A nhỏ hơn căn bậc 2 số học của B. Được chưa? Chúng ta sẽ vào ví dụ đầu tiên, rất đơn giản thôi. Được rồi. Ví dụ 1, so sánh căn bậc 2 số học của 15 và căn bậc 2 số học của 20. Được chưa nhỉ?
Cái này thì có lẽ là nhiều bạn cho rằng nó đơn giản quá. Này, thậm chí có bạn bảo biết rồi còn hỏi. Căn bậc 2 số học của 15 đương nhiên là nhỏ hơn căn bậc 2 số học của 20 rồi, đúng không? Không, cái này dễ quá, đúng không? Nhìn trẻ con nó đoán ra, được chưa? Rồi, thế tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nó không rõ ràng như thế này được đâu, được chưa? Ví dụ này, ví dụ ngay cái phép tính thứ hai của thầy. So sánh căn bậc 2 số học của 15 và 4. Được chưa? Ồ, ở đây là căn bậc 2 số học của một số và một số khác chứ không còn là căn bậc 2 số học của một số nào nữa cả, được chưa? Thế thì để mà so sánh được phép tính này thì chúng ta phải làm cái việc đầu tiên là gì nhỉ? Là đưa hai cái anh chàng này về cùng một cái đẳng cấp đã, được chưa? Thế hay nói vui là gì? Không cùng đẳng cấp không nói chuyện được, được chưa? Ở đây thì hai anh chàng này chưa cùng đẳng cấp, khó nói chuyện, chưa thể biết được ông nào hơn ông nào, được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta phải đưa anh chàng này về về căn bậc 2 số học của một số nào đó. Mà muốn tìm số đó thì đơn giản rồi, đúng không? Chúng ta có sao nhỉ? Chúng ta căn bậc 4 chính bằng căn bậc 2 số học của số nào? Số nào nhỉ? Đúng rồi, bằng chính bằng căn bậc 2 số học của 16. Vì sao nhỉ? Rồi, vì 4 bình phương chính bằng bằng 16. Được chưa? Thế thì như vậy, phép toán so sánh chúng ta giờ rất đơn giản rồi. Chính là so sánh giữa căn bậc 2 số học của 15 và căn bậc 2 số học của 16. Được chưa? Đến đây thì có lẽ là bạn nào cũng có thể trả lời cho mình được rồi. Căn bậc 2 số học của 15 nhỏ hơn căn bậc 2 số học của 16 và cũng chính là nhỏ hơn 4. Được chưa nhỉ? Ok, chúng ta sẽ cùng vào ví dụ thứ hai nha. Rồi, tìm x sao cho căn bậc 2 của 3 có x nhỏ hơn 3. Được chưa? Ở đây là một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ làm như nào nhỉ để giải quyết được bài toán này? Rồi, các bạn này. Thứ nhất là x ở trong dấu căn bậc 2 số học thì x phải thỏa mãn điều kiện gì nhỉ? Rồi, đúng rồi đấy. X là phải một số không âm. Hay nói khác, điều kiện đầu tiên là x làm sao? Lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Được chưa? Lớn hơn bằng 0. Và điều kiện thứ hai này, x ở đây nhỏ hơn 3. Căn bậc 2 của x, căn bậc 2 số học của x nhỏ hơn 3. Được chưa? Mà 3 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 3. Rồi, đưa hai anh chàng này về cùng đẳng cấp đúng không? 3 chính bằng bằng căn bậc 2 số học của 9. Được chưa? Còn vì sao nhỉ? Vì 3 bình phương chính bằng bằng 9 đúng không nhỉ? Rồi, đây chính là điều kiện của cái bài toán này. Vậy như vậy thì ở đây rồi, chúng ta đã có rằng từ đây thì chúng ta suy ra được một cái hệ tiếp theo. Rồi, đầu tiên thì chúng ta vẫn giữ nguyên x vẫn nhỏ hơn x vẫn lớn hơn bằng bằng 0. Điều kiện thứ hai này. Căn bậc 2 số học của x nhỏ hơn căn bậc 2 số học của 9. Được chưa? Thế như vậy gì? Chúng ta có từ đó chúng ta suy được ngược lại chúng ta có gì? X nhỏ hơn hơn 9. Rồi, được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ có vậy thì x sẽ nằm trong khoảng nào? X sẽ nằm trong khoảng từ từ 0 đến 9, được chưa? X lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn 9. Đấy nhỉ? Ok. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ số 3. Chúng ta sẽ cùng bài học tiếp tục nhé. Ví dụ 3 này, tìm x sao cho căn bậc 2 số học của x bằng bằng 10. Vậy gặp một cái bài kiểu tìm x như này thì chúng ta làm gì nhỉ? Đầu tiên đúng không? Đầu tiên là chúng ta cứ phải tìm điều kiện của x đã, được chưa? X mà nằm trong số căn thì x có điều kiện là x phải lớn hơn bằng bằng 0. Đó, điều kiện đầu tiên, được chưa? Thứ hai này, căn bậc 2 số học của x bằng bằng 10. Rồi, căn bậc 2 số học của x bằng 10. Được chưa? Hai anh chàng này lại một lần nữa chưa cùng đẳng cấp và đưa về, được chưa? 10 bằng bằng căn 100. Được chưa nhỉ? Căn 100. Thế từ đó suy ra gì đây? Suy ra x lớn hơn bằng 0 và x bằng bao nhiêu? X bằng 100. Thì cái này có thỏa mãn 100 có lớn hơn bằng 0 không nhỉ? Đúng rồi, có đúng không? Thì chúng ta có thỏa mãn. Được chưa? Vậy x bằng 100. Được chưa nhỉ? Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu được việc so sánh giữa hai
hai căn bậc hai số học của hai số rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nha. Ok, ví dụ số 3 này. Chúng ta bắt đầu nhá. Để mà hiểu được thế nào là căn thức bậc 2 thì chúng ta đi vào một cái ví dụ đơn giản thôi. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có BC bằng 5 cm, có AB bằng x cm và hỏi rằng AC bằng bao nhiêu. Được chưa? Thì chúng ta cùng nhau giải bài toán này nhé. Bài toán này đơn giản thôi nhỉ. Tam giác vuông ABC vuông tại A, được chưa? Với BC bằng 5 cm. Được chưa? Có AB bằng x cm. Thế thì hỏi AC bằng hỏi chấm. Được chưa? Bài toán này bài toán rất cơ bản thôi đúng không? Chúng ta áp dụng định lý gì nhỉ? Đúng rồi, định lý Pythagore đúng không? Áp dụng định lý Pythagore. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông này thì đã có gì nhỉ? BC bình phương bằng bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Được chưa? Rồi, BC này chúng ta thay số hay là suy ra là gì nhỉ? BC chính bằng 5 bình phương. AB bằng mấy? AB bằng bằng x bình phương. Được chưa? Cộng với AC bằng cộng với AC bình phương. Được chưa? Thế từ đây suy ra AC bằng bao nhiêu? AC bình phương chính bằng 5 bình phương trừ đi x bình phương, hay suy ra AC chính bằng bằng cái gì nhỉ? AC bình phương bằng căn bậc hai số học của 5 bình phương trừ đi x bình phương. Được chưa? Rồi, bằng căn bậc hai của 5 bình phương trừ đi trừ x bình phương. Thế thì ở đây cái gì nó gọi là cái gì đây? Xem nhá. Ở đây này, thứ nhất là chúng ta có 5 bình phương hay cái khác chính bằng thầy thay bằng 25 nhá. 25, 5 bình phương chính bằng 25. 25 trừ đi x bình phương chính là cái gì? Chính là một biểu thức, được chưa? Thế còn đây, anh chàng này 25 cái trong căn này thì gọi là một biểu thức, được chưa? Và khi ta lấy căn bậc 2 của biểu thức đấy thì người ta gọi đây là phép lấy căn của biểu thức, hay cái tên gọi khác là căn thức bậc 2. Được chưa? Cụ thể này, hay chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất này, phân tích lại này, cái từ này này, Hán Việt này, căn ở đây chính là lấy căn, được chưa? Lấy căn. Thức ở đây chính là biểu thức. Vậy thì ở đây chúng ta có gì nhỉ? Lấy căn bậc 2 của một biểu thức thì được gọi là căn thức bậc 2, được chưa? Để mà hiểu kỹ hơn thì chúng ta cùng nhau đi vào định nghĩa của căn thức bậc 2. Okay. Để mình hiểu kỹ hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào định nghĩa, đúng không? Rồi, với A là một biểu thức đại số, nhớ nhá. A là một biểu thức đại số, đúng không? Người ta gọi căn bậc 2 số học của A là căn thức bậc 2 của A, là căn thức bậc 2 của A. Được chưa? Căn thức bậc 2 của A. Và khi đó A được gọi là biểu thức lấy căn hay là biểu thức dưới dấu dấu căn. Được chưa nhỉ? Rồi, và điều kiện để A có nghĩa hay gọi khác là A xác định ý, là gì? Biểu thức A này phải làm sao? Lớn hơn bằng 0. Được chưa? Còn chú ý nhé, khi mà ở đây bài toán rất quen thuộc trong cả quá trình lớp 9 của các bạn là biểu thức A phải làm sao? Phải lớn hơn bằng 0. Đây là bài toán điều kiện rất quan trọng và gần như là sẽ gắn bó với các bạn trong cả chương trình lớp 9 đấy nhá. Các bạn chú ý vào hai ví dụ này. Ví dụ đầu tiên thì chúng ta có gì nhỉ? Ví dụ đầu tiên tìm x để sao cho cái biểu thức là căn bậc 2 số học của x cộng 2 có nghĩa, được chưa? Thế biểu thức này có nghĩa khi nào nhỉ? Có nghĩa khi nào? Khi khi nó không âm, được chưa? Hay nói cách khác, khi khi nó có giá trị lớn hơn bằng 0, được chưa? Rồi. Căn bậc 2
căn bậc 2 của x cộng 2 có nghĩa khi khi và chỉ khi gì nhỉ? Khi và chỉ khi x cộng với 2 lớn hơn bằng bằng 0. Được chưa? Ở đây tương đương với x lớn hơn bằng trừ 2. Được chưa nhỉ? Rất đơn giản thôi. Chúng ta chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 3. À, ví dụ 2. Tìm x để giá trị x trừ 5 xác định. Đấy nhỉ? Cái này thì cũng chả khác gì câu này đâu. Có điều là gì? Thầy muốn làm để các bạn chắc hơn một chút thôi. X trừ 5 xác định. Được chưa? Rồi, xem nào. X trừ trừ 5 xác định khi mà chỉ khi gì nhỉ? Khi mà chỉ khi x trừ 5 lớn hơn bằng bằng 0. Hay nói khác, khi chỉ khi x lớn hơn bằng bằng 5. Được chưa? Rồi nhá. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hai cái ví dụ về về tìm x để sao cho một biểu thức dưới căn có nghĩa. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Hằng đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A nhá. Thế ở đây thầy có một cái bảng như thế này. Các bạn chú ý đến bảng này. Ở đây thì bảng này thầy chia làm 3 hàng khác nhau. Đầu tiên là giá trị của A, một số A, được chưa? Rồi sau đó thầy tính giá trị của A bình phương. Và hàng cuối cùng là giá trị căn bậc 2 của A bình phương. Lần lượt này, chúng ta cùng theo dõi nhé. A này, A bằng trừ 5 thì suy ra A bình phương bằng bao nhiêu nhỉ? 25. Ồ, rồi, trừ 3, trừ 3 A bình phương, trừ 3 bình phương bằng mấy? 9, đúng rồi, 9. 0 bình phương bằng 0. Và gì đây? 3, 3 bình phương bằng 9. Rồi, 5 bình phương lại bằng 25. Được chưa? Vậy thì căn bậc 2 số học của A bình phương nào? Căn bậc 2 số học của 25 bằng mấy? Bằng 5, đúng không? Nó là một giá trị dương mà, đúng không? 5 này. Căn bậc 2 số học của 3 bằng mấy? À, của 9 bằng mấy? Đúng rồi, 3. Còn 0? Đương nhiên rồi, quá dễ đúng không? 0. Căn bậc 2 của 9 lại bằng 3. Lại bằng 3. Và căn bậc 2 của 25 lại bằng 5. Được chưa nhỉ? Như vậy này, các bạn chú ý này. Ở đây thầy lại thêm một cái dòng nhỏ nhỏ nữa. Được chưa? Thêm một dòng cuối cùng, dòng thứ tư. Đây là giá trị tuyệt đối của A. Được chưa? Giá trị tuyệt đối của trừ 5 bằng mấy? Học rồi. Giá trị tuyệt đối của 5 trừ 5 bằng chính là 5. Được chưa? Trị tuyệt đối của 3 bằng 3 chứ còn mấy nữa, đúng không? Trị tuyệt đối của 0 bằng 0. Và 3 và 5 đương nhiên rồi, đúng không? Chúng ta thấy này. Ở đây nhá, nhìn dễ dàng nhìn thấy ngay này. 5 bằng 5 này, 3 bằng 3 này, 0 bằng 0 và 5 bằng 5. Ồ, thế từ đây thì thầy rút ra một cái điều như này này. Như vậy là căn bậc 2 của A bình phương có bằng trị tuyệt đối của nặng của A không? À, có, đúng không? Như vậy là chúng ta thấy được một cái biểu thức như vậy, đúng không? Chúng ta có giá trị căn bậc 2 bình phương ở đây chính bằng giá trị tuyệt đối của A. Được chưa? Và để cụ thể hơn nữa, thầy trò mình sẽ cùng nhau đi đến cái định lý này nhá. Chúng ta có định lý như sau. Với mọi số A thì ta luôn có căn bậc 2 của A bình phương bằng trị tuyệt đối của chính nó. Được chưa? Nhớ này, mọi số A nhá. Tức là A ở đây có quyền âm. Được chưa? Như nãy chúng ta chứng minh là A liên quan đến A không âm hơi nhiều, nhưng ở đây A âm được, dương được. Được chưa? Cụ thể nhá. Muốn chứng minh cái này, chúng ta sẽ làm như sau. Chứng minh này. Rồi, chứng minh nhá. Ở đây chúng ta sẽ tách biệt hẳn ra, đúng không? Trường 1 là A lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa? Nếu A lớn hơn bằng 0 là trường hợp 1, dấu cộng đầu tiên. Thì sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ xem là anh chàng trị tuyệt đối của A này bằng cái gì đây? Khi mà A lớn bằng 0 thì trị tuyệt đối của A bằng chính nó. Được chưa? Và như vậy thì chúng ta có này, cái vế bên phải này bình phương lên, đúng không? Hay chính bằng anh chàng là bình phương lên. Suy ra
a tất cả bình phương chính bằng a bình phương. A chà chà, khi mà cái vế phải này bình phương lên bằng bằng cái biểu thức trong căn này thì cái biểu thức trong căn này đúng chưa? Ok, vậy là đúng rồi nhá. Từ đây suy ra là gì nhỉ? Từ đây suy ra là gì? Suy ra căn bậc 2 của căn bậc 2 số học của a bình phương chính bằng a. Được chưa? Đều phải chứng minh. Rồi. Thế còn trường hợp thứ hai này. Với nơi a với a không âm. Thế bây giờ a âm xem như nào nhỉ? A nhỏ hơn 0. A nhỏ hơn 0 thì sao đây? Thì trị tuyệt đối của a sẽ bằng trừ a. Được chưa? Rồi, cái này đúng rồi đúng không? Khi mà a âm thì giá trị tuyệt đối của một số bằng trừ của số đó, được chưa? Thế từ đây suy ra này, a bình phương, giá trị tuyệt đối của a bình phương suy ra a tất cả bình phương sẽ bằng gì đây? Trừ a bình phương. Được chưa? Ồ. A trừ a bình phương thì bằng cái gì nhỉ? Rồi, hai số đối nhau mà bình phương lên thì có giá trị như nào? Bằng nhau. Do đó, trừ a bình phương chính bằng a bình phương. Ồ, lại một lần nữa chúng ta có rằng bình phương vế phải, đúng chưa? Chính bằng dấu dưới căn của vế trái. Thế từ đây chúng ta lại suy ra là căn bậc 2 của a bình phương bằng trị tuyệt đối của a. Và đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta đã chứng minh xong được cái biểu thức quan trọng như thế này, đúng chưa? Ok, rồi. Như vậy chúng ta áp dụng cái kiến thức vừa học nhé. Vừa học cái hàng biểu thức này. Chúng ta xem là cái ví dụ con này có làm không nhé. Rồi, ví dụ đầu tiên này. Căn bậc 2 của 5 bình phương bằng trị tuyệt đối của 5. Cái này thì quá dễ rồi, đúng không? Căn bậc 2 của 5 bình phương bằng căn bậc 2 của 25 và chính bằng 5. Trị tuyệt đối của 5 bằng 5, được chưa? Rồi, ở đây này, theo tính thứ hai này, căn bậc 2 số học của trừ 3 bình phương bằng mấy? Bằng 3 hay bằng trừ 3 nhỉ? Đúng rồi, nó chính bằng trị tuyệt đối của trừ 3 và chính bằng 3, được chưa? Với số này thì nhiều bạn cho rằng nó dễ quá. Cái này thầy trả lại em cũng đoán được, đúng không? Đúng rồi, cái số này thì rất đơn giản thôi. Tuy nhiên tại sao thầy vẫn cứ đưa vào để các bạn làm sao nhỉ? Có được cái nhìn sâu sắc nhất và áp dụng những cái kiến thức số này để truyền vào các cái biểu thức như này này. Được chưa? Để chúng ta không bị nhầm dấu, được chưa? Cả một năm lớp 9, cái việc xét dấu dưới căn là cái việc vô cùng quan trọng. Được chưa? Rồi nhá, cụ thể này. Xem là cái giá trị của anh chàng x trừ 1 tất cả bình phương lấy căn bậc 2 này bằng cái gì nhỉ? Được chưa? Chúng ta bằng gì đây? Bằng trị tuyệt đối của x trừ trừ 1. Đúng không? Bằng trị tuyệt đối của x trừ 1. Mà trị tuyệt đối của một số thì chúng ta chia bằng như nào nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta chia làm hai trường hợp nhỏ hơn. Bằng gì đây? 1 là bằng x trừ 1. Nếu gì đây? Nếu x trừ 1 lớn hơn 1 hay nói khác là xin lỗi, x trừ 1 lớn hơn 0 hay nói khác lớn hơn bằng 0, khi hay là nói khác nếu x lớn hơn bằng 1 hoặc bằng gì đây? Hoặc cái trường hợp thứ hai là bằng trừ đi x trừ 1 nếu x nhỏ hơn 1. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta có hai cái đáp án như này, được chưa? Và bài toán này phải suy ra hai trường hợp này, được chưa nhỉ? Ok, vậy là chúng ta vừa xong hai ví dụ rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục này sang cái phần bài tập, được chưa? Và ở bài tập này thì các bạn nhá, làm cho thầy một việc này này, các bạn tạm thời pause lại cái màn hình, được chưa? Và chép lại đề bài vào vở và rồi nhỉ? Tự mình giải bài tập này cho thầy nhá. Xong là sau khi giải xong thì các bạn lại tiếp tục xem video để xem là thầy trò chúng ta xem là chúng ta giải quyết bài toán như này đã đúng hay chưa, được chưa? Và cách làm như thế đã tối ưu nhất chưa, đã
gọn gàng nhất chưa? Được chưa? Nha. Các bạn bao lại cho thầy xem nào. Được rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau quay lại để giải bài tập này, được chưa? Bài đầu tiên, rút gọn biểu thức a bằng hai cái căn bậc 2 cộng lại với nhau. Được chưa? Thế mà để giải quyết bài toán này thì mình phải làm gì nhỉ? Đúng rồi. Mình phải đưa hai cái anh chàng này về các giá trị số, được chưa? Rồi, ở đây này, chúng ta vừa học xong căn bậc 2 của một bình phương thì bằng trị tuyệt đối của chính nó. Vậy ở đây, anh chàng này đơn giản là bằng gì nhỉ? Bằng trị tuyệt đối của căn 5 trừ đi 1, được chưa? Rồi, cộng với, tương tự như vậy, ở đây chúng ta cũng có trị tuyệt đối của 2 trừ đi căn 5. Được nhỉ? Rồi, chúng ta lại thấy này, căn 5 lớn hay 1 lớn? Muốn biết căn 5 lớn hay 1 lớn thì chúng ta lại nhẩm nhanh này. Một bình phương bằng 1, do đó 1 chính bằng căn 1. Căn 5 lớn hơn căn 1, do đó căn 5 lớn hơn 1. Được chưa? Như vậy thì ở đây cái chữ căn 5 trừ 1 này lớn hơn 0. Được chưa? Tương tự như vậy. Này, hai bình phương bằng 4, 4 nhỏ hơn 5, do đó căn 4 nhỏ hơn căn 5. Tiếp tục suy ra 2 nhỏ hơn căn 5. Vậy thì ở đây trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5 là 1. 2 trừ căn 5 làm sao? Nhỏ hơn 0. Được chưa? Thế thì nào, ở đây suy ra này. Ở đây bằng cái gì đây? Một số lớn hơn 0 thì bằng trị tuyệt đối của nó, bằng chính nó. Ở đây bằng căn 5 trừ 1. Được chưa? Cộng với này, một số nhỏ hơn 0 thì trị tuyệt đối của nó chính bằng trừ của nó, hay chính là dấu viết ngược lại, chính bằng căn 5 trừ đi 2. Được chưa? Căn 5 trừ 1 cộng với căn 5 trừ 2 ở đây chính bằng mấy nhỉ? Bằng 2 căn 5 trừ đi 3. Được chưa? Đây chính là đáp án của bài toán này. Tương tự như vậy, đối với phần B, các bạn xem nhé. Phần B này, tương tự như vậy, biểu căn bậc 2 của một biểu thức dưới căn chính bằng trị tuyệt đối của chính nó, chính bằng trị tuyệt đối của x trừ 1. Mà ở đây người ta cho sẵn mình rồi, x nhỏ hơn 1, x nhỏ hơn 1 suy x trừ 1 nhỏ hơn 0, x trừ 1 nhỏ hơn 0 thì trị tuyệt đối của số đó làm sao? Bằng trừ của chính nó, đúng không? Và trừ với trừ 1 chính bằng 1 trừ x. Được chưa nhỉ? Như vậy là ở đây thì bao nhiêu bạn làm đúng nhỉ? Bạn làm đúng chưa nhỉ? Rồi, vậy thì các bạn xem lại nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước sang cái ví dụ số 2, ở cái bài tập số 2. Rồi, chúng ta cùng nhau bước vào bài 2, bài cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Sau bài hôm nay thì các bạn sẽ tạm dừng một chút để lại làm, sau khi chép đề bài xong thì lại dừng đâu đó khoảng 3 phút để làm bài tập này. Sau khi làm bài tập xong thì thầy trò mình cùng chữa, được chưa? Chữa xong thì các bạn có thể nghỉ ngơi được rồi. Hôm nay chúng ta học một bài như thế cũng là tương đối dài rồi, đúng không nhỉ? Rồi, ở đây thì các bạn nhìn này, câu A1A của chúng ta có căn bậc 2 của 4x bình bằng trừ 8. Và ở đây câu B, x bình trừ 7 bằng 0. Chúng ta sẽ giải lần lượt từng câu một nhé. Câu A này, căn bậc 2 của 4x bình bằng trừ 8. Chúng ta sẽ làm gì đây? Biến đổi một chút, đúng không? Ở đây, 4 bằng 2 bình phương. Vậy suy ra ở đây, căn bậc 2 của gì đây? 2x làm sao? Tất cả bình phương bằng trừ 8. Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục này. Ở đây suy ra gì đây? Dấu dưới căn này, căn bậc 2 của 2x bình phương chính bằng trị tuyệt đối của chính nó, bằng 2x. Đúng chưa? Trị tuyệt đối của 8 trừ 8 bằng mấy? Đúng rồi, bằng 8. Đúng không? Số 2 ở đây là số 2 ở đây là một số dương. Thế do đó 2 ở đây sẽ bằng cái gì nhỉ? 2 ở đây có thể bỏ ra ngoài. Và ở đây suy ra x bằng mấy? X bằng, giá trị yếu của x sẽ bằng mấy? 8 chia 2 bằng 4. Thế đây suy ra gì nhỉ? Suy ra x bằng cộng trừ 4. Đây chứ nhỉ? Như vậy thì đáp án của chúng ta là x bằng cộng trừ 4. Câu 2 nha. Câu 2 này, x bình trừ 7 bằng 0. Rồi, x bình trừ 7
bằng 0. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng phép biến đổi một chút, đúng không? X bình trừ 7 bằng 0. Thế các bạn còn nhớ hàng đẳng thức không nhỉ? Hàng đẳng thức học rồi đúng không? Lớp 8 học rồi. Ở đây chúng ta nhớ về hàng đẳng thức như sau. Gợi ý một tí nha. Chúng ta nhớ về hàng đẳng thức là A bình phương trừ đi B bình phương bằng cái gì? Bằng A trừ B nhân với A cộng B. Đúng không? Ở đây thì có gì đây? X bình trừ 7 bằng 0. Suy ra X bình trừ đi X 7 thì bằng căn 7. Đúng không? Căn bước 2 của 7. Tất cả bình phương. Và hai anh chàng này bằng mấy? Bằng 0. Thế từ đây suy ra này, x trừ căn 7 nhân với x cộng căn 7 bằng 0. Thế suy ra ở đây x bằng gì nhỉ? Suy ra x bằng cộng trừ căn 7. Được chưa nhỉ? Như vậy thì chúng ta đã giải quyết được cả hai cái bài toán này rồi. Được chưa? Và bài học của chúng ta hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Thì thầy hy vọng rằng bài học này sẽ giúp các em hiểu thật kỹ về khái niệm thế nào là căn bậc hai số học, hiểu được phép so sánh căn bậc hai số học cũng như hàng đẳng thức căn bậc hai của A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Được chưa? Các bạn có quyền nghỉ một chút và sau đó thì hôm nay nhá, về sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ cố gắng hoàn thành cái phiếu bài tập mà thầy để ở phần download. Các bạn download về và hoàn thành bài tập đó, được chưa? Có bất cứ một cái phản hồi nào, có một ý kiến nào thì các bạn hãy gửi phản hồi đến về cho thầy nhé. Rồi, chúc các em có một ngày làm việc học tập thật tốt lành.